Và đây là chất lượng camera của mẫu DJI Neo anh em nhé. Đây, hình ảnh khá là đẹp đấy mọi người. Hello anh em, như anh em đã biết thì cái mẫu DJI Neo này, DJI Neo này đã ra mắt cách đây được khoảng đôi tuần rồi anh em ạ. Nhưng hôm nay mình có thời gian mình test cam cho anh em. Thời gian trước thì nó bão lũ rồi thì mưa các kiểu anh em, nên mà hôm nay có thời gian test chất lượng camera của nó cho anh em xem nhé. DJI Neo, đây là DJI Neo nhá, DJI Neo. Thì mình bay này mình sẽ vẫn để cái vòng bảo vệ cánh này. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì nếu ví dụ anh em bay bay cao ấy thì anh em nên bỏ cái vòng bảo vệ ở bên trên này ra, thì nó sẽ đỡ cản gió, bay nhanh hơn và nó sẽ đỡ chịu tác động của gió anh em nhé. Mình sẽ để yên cả cái vòng bảo vệ này xem là nó bay sẽ như nào, có ổn định hay không. Thời tiết hôm nay có nắng đẹp rồi anh em, rất là phù hợp để test con DJI Neo này. Ok, bây giờ mình sẽ bay lên nhé. DJI Neo đây anh em, thân hình rất là nhỏ, chỉ có 135g thôi. Khả năng giữ vị trí thì cực kỳ là ổn định anh em ạ. Đây, khả năng giữ vị trí quá tốt luôn, không xi nhê gì cả. Mình sẽ xoay tròn thử xem nhé. Kể cả cái khả năng xoay tròn của nó cũng rất là tốt, xoay đúng tại một cái điểm đấy luôn. Để nói về những cái mẫu của DJI thì khả năng giữ vị trí quá tuyệt vời anh em ạ. Đây, mình sẽ cho bay lên cao thử nhé. Đấy, giữ vị trí quá ngon luôn anh em ạ. DJI Neo. Và đây là chất lượng camera của mẫu DJI Neo anh em nhé. Đây, hình ảnh khá là đẹp đấy mọi người. Mình đang quay ở 4K 30fps. Đây, mình sẽ đi lại lại, những cái chuyển động rất là tự nhiên nhé, rất là mượt mà luôn. Hình trong veo anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ test thử gimbal của nó lên xuống này. Con này sở hữu gimbal chống rung một trục nhé. Đấy, một trục, nhưng mà lúc mình di chuyển như thế này thì chống rung của nó vẫn rất là ok luôn. Ok, mình sẽ cho bay đi nhá. Mình sẽ cho bay ở tầm thấp trước, bay như FPV luôn anh em ạ. Dù ở địa hình đây toàn ao nên là mình cũng không dám lượn lách nhiều. Đấy, như flycam làm sao mà bay những cái kiểu như này tự tin được anh em. Ui, bay như FPV rất là vui anh em ạ. Đây, bay ở dưới mặt đường này. DJI Neo. Ok, mình sẽ cho lên cao nhé. Anh em nào thích vừa bay flycam vừa bay kiểu như FPV thì sẽ bay như vừa rồi. Đây là mình đã cho lên cao giống như flycam rồi. Đầu tiên là test cái gimbal nâng lên cụp xuống này. Rất là mượt mà luôn anh em ạ. Gimbal nâng lên hạ xuống rất là mượt mà luôn nhé. Quay ngang quay dọc này. Nói chung là con này chống rung một trục nhưng mà cái khả năng chống rung của nó khá là ổn. Vừa chống rung một trục cộng với chống rung điện tử nữa. Nó giống như là những cái dòng Action Cam ấy, nó có chống rung điện tử.
Đây mình khi cảm tưởng mình lia cam lên, lia cam xuống các kiểu thì nó hơi kiểu như là nó lạng lạng anh em nhé. Đây. Nếu mà chậm thì không sao, nhưng mà lia mạnh này đấy, vẻ hơi hơi lạng lạng tí. Nhưng mà cam con này đẹp anh ạ. Ok, bây giờ mình sẽ bay thử một vòng nhá. Mình bật chế độ sport lên bay cho nhanh này. Đấy. Bay sát sạt mái nhà luôn. Con này nó thiết kế kiểu như live FPV flycam nên mà nó sẽ thiết kế có vòng bảo vệ xung quanh. Nên anh em bay luồn lách các thứ dễ dàng. Đấy. Màu sắc lên khá là đẹp anh em ạ. Mọi người thấy là khi mình bay ở cái tầm thấp với bay ở thời tiết hôm nay im gió thì chất lượng chống rung của nó rất là ok luôn nhé. Đây. Di chuyển ở chế độ sport, chế độ nhanh rồi đấy. Bay qua từng ngôi nhà. Chống rung vẫn rất là êm luôn. Cam 4K 30fps. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ cho di chuyển lên cao nhé. Con này tầm độ cao tối đa của nó lên đến 120m. Đây, mình sẽ cho bay lên 120m. Sau đó di chuyển xem là cái độ ổn định của gimbal có tốt hay không. Gần 100m rồi anh em ạ. Ok, sẽ ở 120m cho bay sang ngôi làng bên cạnh. Max altitude reached. Giới hạn tối đa rồi. Đây là đang độ cao 120m nhé. Bay chế độ sport, chế độ nhanh nhất. Chúng rung vẫn rất là êm mọi người ạ. Hôm nào mình sẽ thử bay ở cái thời tiết có gió to hơn. Hôm nào chọn có gió bay thử xem thế nào. Nhưng mà hôm nay bay im gió ở độ cao 120m. Chất lượng chống rung vẫn rất là êm luôn anh em nhé. Màu sắc lên rất đẹp. Hình ảnh rõ nét. Con này sử dụng sóng O4. Sóng của những cái dòng flycam mới nhất như DJI E3 hoặc là Mini 4 Pro. Nên sóng của nó rất là ổn định. Một con trọng lượng chỉ có 235g thôi anh ạ. À 135g. Nhẹ chỉ bằng một nửa con đấy thôi. Gần một nửa, hơn một nửa con DJI Mini. Đây. Bay rất là ok luôn nhé. Chúc cam xuống này. Anh em vừa dùng như FPV bay luồn lách. Vừa dùng như flycam luôn. Con này còn có nhiều chế độ bay thông minh Active Track cho dân làm vlog luôn nhé. Đấy. Đấy, khi mà lia cam lên, lia cam xuống, nếu mọi người lia cam nhanh thì nó sẽ hơi lắc. Để mình thử lia chậm xem. Nói chung là những cái thao tác mà lia cam như này thì ở độ cao 120m thì nó lắc anh em ạ. Nên mà mọi người sẽ bay ở tầm cao thấp và cũng hạn chế lia cam thì ok. Ok, bây giờ mình sẽ thử bay bo tròn xem anh em nhé. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Ok, mình sẽ cho trở về. Return to home. Nó sẽ tính toán thời lượng pin đủ để trở về nhé, 36% pin. Đấy, và nó yêu cầu mình phải quay lại rồi. Thôi bay an toàn đấy anh em ạ. Con này có một cái rất là hay là ở trên cái màn hình live view của nó hiện cái lộ trình bay về nhá, hiện điểm home luôn. Những cái dòng flycam mới nhất DJI E3
dòng Mini 4 nó mới có cái tính năng này, hiện điểm home và hiện cái lộ trình bay về. Đấy, nó tính toán quãng đường, lộ trình rồi nó vạch ra một cái đường màu xanh là cái quãng đường, cái lộ trình nó bay về đây ạ. Nói chung là cái con này thì mình thấy ưu điểm của nó là nhỏ gọn, có vòng bảo vệ bên ngoài, nên là dễ cho anh em luồn lách bay kiểu như tập bay FPV, bay an toàn. Nhược điểm thì ngoại hình của nó hơi bé, trọng lượng nhẹ nên mà bay nó sẽ hơi trôi một chút. Em DJI Neo đã sắp quay trở về đến điểm home point rồi anh em. Cái mẫu này theo quảng cáo của nhà sản xuất là thời lượng pin lên đến 18 phút. Nếu bay thực tế thì nó rơi khoảng tầm 15 phút anh ạ, 13-15 phút. Màu sắc lên nhìn khá là nịnh mắt. Cái mẫu này ví dụ như anh em muốn bay ổn định hơn thì mọi người sẽ bỏ cái vòng bảo vệ cánh ở bên trên đây nhé. Hôm nay mình bay mình để nguyên cả cái vòng bảo vệ cánh ở trên, nên mà nó sức cản gió nó sẽ lớn hơn thì nó sẽ dễ bị tác động bởi gió. Còn anh em mà bay có thể bỏ cái vòng đấy ra để cho đỡ cản gió hơn, đỡ tốn pin cũng như là bay nó mượt nuột nà hơn. Ok, đây mình đang cho hạ cánh nhé. Mình đang cho hạ cánh thấp thấp xuống, sau đó thì thử test cái khả năng bo tròn con này, thử cái trải nghiệm điều khiển bay bo tròn xem như thế nào anh em nhé. Đây mình sẽ bay bo tròn quanh cái cây gạo này, hơi trôi anh em ạ. Mình quen bay những cái dòng Mavic DJI E3 nên mà cảm giác rất là đầm tay, cứ tay nó vừa vặn đấy rồi. Hoặc là xuống dòng Mini 3, Mini 4 các thứ thì nó sẽ trôi hơn một chút, thì cứ tay nó khác. Nhưng mà xuống đến cái dòng Neo này thì bắt đầu bo tròn thấy là chệch choạc anh ạ. Nói chung là kích thước nó bé, trọng lượng nhẹ nên mà khi mà những cái thao tác bay bo tròn này nó sẽ khó hơn, nó sẽ không được nuột nà như là những cái mẫu DJI Mini 3, Mini 4 hoặc là E. Và như đã nói với anh em, đây là mẫu gimbal chống rung một trục. Một trục nó chỉ có trục lên xuống thôi, nên không có trục gọi là xoay tròn. Nên mà những cái thao tác anh em bay bo tròn này nó chống rung cũng không thể mượt mà được, không thể tốt được. Nhưng mà đối với lại cái mẫu DJI Neo này thì mọi người hạn chế những cái thao tác mà bay gọi là theo đường cong ấy, mọi người nên bay theo đường thẳng. Rồi, đường thẳng hoặc là đường xiên cũng được, chếch chếch cũng được. Rồi, anh em thấy chất lượng của con DJI Neo này như thế nào thì để lại comment ở bên dưới nha.